Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Pi giới thiệu quý vị một cái dòng loa cây phiên bản đặc biệt của bền đất nha quý vị, với model là CDM7SA nha quý vị. SA là phiên bản đặc biệt của cái dòng này, và cái đôi loa cây ngày hôm nay với cái màu rất là hiếm luôn, màu này là màu đỏ mật nha quý vị, và thùng của nó là thùng gỗ lạc cực kỳ chắc chắn luôn, rất là đẹp nha, phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đây, lưới rồi còn đầy đủ hết nha quý vị. Tem thì nó nằm trên thùng rồi. Lưới của nó này quý vị, lưới của nó là lưới khung nhựa bầu dục nha quý vị. Gồm một lô bát, một lô bát mít. Lô bát mít thì màng giấy. Lô bát mít là màng này, màng kiva đang sợi nè quý vị. Và một lô trép nha. Cái loa trép này là tháo ra được nè quý vị, nó hơi cứng nha. Nó hơi cứng nha quý vị, vẫn tháo ra được nha. Đi chưa tháo lần nào nha. Nhưng mà nó chưa tháo lần nào nên là cái gờ này nó hơi cứng. Cái này thì cũng, cái cao su này thì cũng lôi ra được luôn nè. Đây. Nếu như mà không có cái vòng này thì nó bị mất nha quý vị. Nó bị mất rồi. Còn có cái vòng, tại vì cái vòng này là tháo ra tháo vào được, nên là nhiều khi nó cũng dễ bị mất, chứ không phải không nha. Găng cao su nguyên bản nha quý vị. Găng cao su nguyên bản. Đôi loa rất là đẹp luôn. Quý vị nhìn cái màu gỗ lạc nha. Và bên cái viền của nó, xung quanh này thì nó có vân. Bên cái viền nó lạc một lớp trơn không vân xung quanh nha quý vị. Đây. Quá trời đẹp luôn. Bây giờ mình quay xung quanh này quý vị nhìn nha. Dòng này cũng được sản xuất tại Anh Quốc quý vị, Made in England nha. Đây là một trong những cái model mà được đông đảo quý khách hàng thích lựa chọn, bởi vì cái kiểu dáng của nó rất là bắt mắt luôn quý vị, cực kỳ bắt mắt nha. Và nó cũng chơi được bi quay luôn nè quý vị. Made in England nè, công suất maximum là 150W, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 88 dB nha quý vị. Và trên cái đây là nó có khắc cái chữ bền đất nha. Có một số model thì nó không khắc, nhưng mà model này là nó khắc cái chữ bền đất trên cái trạm nhựa đây này, trên cái phần miếng nhựa này nha quý vị. Chơi bi quay được luôn. Hai trạm là cái miếng đồng này còn nha quý vị. Quý vị dùng trạm bắp chuối hay mỗi chim đều được nha. Nếu như chơi bi quay nữa thì tháo cái này ra. Tháo cái này ra và tháo hai cái miếng xu này nè. Hai cái xu để bỏ vào trong cái lỗ này cho nó khỏi bụi vô đây nữa còn luôn nha quý vị. Đây, rất là đẹp luôn, đẹp không chỗ chê quý vị. Với mức giá bán 23 triệu đồng. 23 triệu đồng thì quý vị nhìn cái màn giấy găng cao su nè. Mũi viên đạn nha. Quá trời đẹp luôn quý vị. Rồi, nha. Một cặp nha quý vị, một cặp. Cái dòng này thì nó có một cái thêm những cái màu vàng nữa. Thì ngày này hôm nay mình không có màu vàng, mà cái màu đỏ mặn này nè, nó rất là ít quý vị, cực kỳ ít. Màu vàng thì mình cũng bán rất là nhiều rồi, mà cái màu đỏ mặn này thì nó không nhiều như màu vàng quý vị. Số series nè, rất là đẹp luôn. Bây giờ Bi đo kích thước nha. Hồi nãy thì Bi chưa đo kích thước đúng không? Bây giờ Bi đo kích thước. Khá là nặng luôn quý vị. Chiều sâu của nó là 27. Chiều rộng là 22. Và chiều đứng của nó là 96 nha quý vị. 96, mức giá bán là 23 triệu đồng. Màu này là màu đỏ mật nha quý vị. Màu đỏ mật. Nên gọi là đỏ đôi. Rồi quý vị nhớ liên hệ cho Bi nha. Để quý vị đang thích cái đôi loa này thì alo cho Bi. Số điện thoại của Bi là 0907386304 nha. Rất cảm ơn quý vị. Và bây giờ Bi test nhạc luôn để quý vị cảm nhận cái chất âm của cái dòng loa này nha. Thank you.
đời mặt nóng hồng lên đôi má. Nhưng thôi giờ đây nắng tàn phai trên khóm tre, bao áng mây bên trời mịt mờ. Thương ai nhạt môi mắt sâu lắng trong đêm dài. Đời cần bao khoác lên mình trai. Hoàng hôn phải nắng, chân trời xa vắng, còn đâu tiếng tiêu buồn. Chiều ta mênh sắc sỡ thiếu điều, người buồn uất ôm tình sâu. Sắc sỡ thiếu điều, người buồn uất ôm tình sâu. Tôi thương miền quê khóm tre sắc sỡ thiếu điều, người buồn uất ôm tình sâu.